khóc luôn. Anh nói vô nó biết chuyện gì vậy? Đi. Sao khóc vậy? À, như vậy nè. Sao khóc? Không. Tại bởi gì á? Mỗi lần mà em làm bất cứ một cái gì là em đều đặt máy quay. Nè thì mấy anh em ở đây cũng vậy, đều đặt máy quay. Khi mình làm bất cứ chuyện gì thì có máy quay hết. Bây giờ không biết để đưa đến thông tin cho quý cô chú anh chị. Mỗi lần mà lau mộ giấy như thế nào hoặc nha ra làm sao. Cái chuyện đơn giản là các cô chú đều anh em có ý với nhau thôi nha, đừng có lớn chuyện đây nha. Dạ, đều đặt máy quay hết. Hai đứa. Wow, mà lớn chuyện gì đâu vậy mà. Cam. Vậy mà lúc tắt máy nói với Bin là nếu giết được nó là em giết nó rồi, không mà ở tù á. Anh Phương giống nhau không? Hai đứa Cam mà bị ghê vậy. Mà anh Phương giống nhau không? Ồ, vậy mà nói ra đường em có bị gì là cho anh Phương gây ra. Mà nói chuyện với Bin là tắt máy, không dám quay. Nói nếu mà giết được nó không ở tù em giết nó rồi. Ồ, miệng mồm ghê vậy. Ngồi đi, nói chuyện đi về, hai người đừng quá. Đó là anh nói thôi nha. Anh nói vậy có video quay lại luôn á. Có anh nói nha. Rồi. Có video quay lại luôn, cần coi không? Bây giờ nè. Bây giờ sao? Nói không? Tôi nói cho anh nghe. Cần coi không? Thì em cần coi hay không thôi. Em có nói hay không? Tôi nói cho anh nghe nè. Em có nói câu đó không? Bây giờ tôi nói cho anh nghe nè. Ai sao? Ai nói thì anh kêu người đó ra. Bỏ qua đi vô, đi ăn rồi. Bỏ qua đi Phương, bỏ qua đi. Ai nói thì anh kêu người đó ra đi. Mình đừng có nói ai nữa. Nói thì anh kêu người đó ra đi, đừng có ác mồm ác miệng rồi. Những cái lời gì đừng có ác mồm ác miệng. Mình ở đây mình chăm sóc bà cậu thì mình đoàn kết với nhau, đừng có anh bên nói gì vậy anh bên? Nói gì đâu. Ông Phương là nói gì vậy? Nói cái gì em đây. Nói gì giết gì nó được em giết ra. Ở tù nói gì hai đứa cái lộn vậy hả? Nói lời đi. Nãy gì người nói rồi đó, anh chỉ thôi, cái gì đâu, anh lớn mà, đây anh lớn á. Ông có em nói gì giết đó, có nói không? Đó, có nói không? Nói, anh Bi nói. Em có nói không? Em nói nào? Trong lâm viên. Em nói nào? Lúc hồi nãy em nói là em nói với chị gì? Chị nói. Ôi, sao có anh vô đây nữa? Hả? Chị ông gì nói? Cái gì? Nói vậy? Không, anh không có nói à? Nói luôn nè. Ông Phương, ông quay nãy giờ, ông nói kìa. Không, để kiểm tra video lại. Hả? Anh kiểm tra video lại đi. Có kìa. Đừng có nói là ác mồm ác miệng như vậy. Không, anh biết đâu, ai biết ai ác. Đây, ông Phương còn mới nói ai ác, ai biết. Anh là người bị nói mà. Không, cứ thiếu đi là mình kiểm tra video lại. Em là nãy em là phụ nữ thì sớm giờ anh đâu, anh chưa thăm hai em đều điều gì hết. Tất cả mọi người. Ủa sao đưa tôi vô đây nữa? Tại vì nãy giờ em mới vô ông bác em á. Ông nói rồi, ông quay luôn đó. Bác ai? Thì nãy giờ em mới vừa vô mộ ra kia 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 là nói đó. Nhưng mà Bin đâu có biết gì đâu mà tự nhiên đá tụi bay hết liền bây giờ. Ê kìa, anh đặt máy ông quay, em có nói đâu, ông đặt máy ông quay. Đó, bây giờ câu chuyện có ba người mới. Ở đây là có anh Niêu, có Hải đồ chứng. Tự nhiên có Bin đây nữa là sao? Thì anh hỏi ổng kìa. Bậy rồi kìa. Nói chuyện thôi nhưng mà không có liên quan gì vấn đề đó. Anh hỏi ổng bậy là tôi quýnh tôi bậy thiệt luôn á. Anh hỏi ổng, anh đánh là anh đánh ổng á. Ghép luôn. Bây giờ tầm lum la. Ủa sao kỳ vậy trời? Thôi anh đi vô đi. Thôi vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Vô mệt ghê luôn á. Mở sáng sớm mà. Không bao giờ thật sự cái câu chuyện này là thật sự là không biết gì luôn á. Anh hỏi ông á, em có không biết luôn, anh hỏi ông á. Thôi. Người nói ra bây giờ hỏi tôi là sao? Em vô like đi. Vô đi mọi người. Bỏ đi, bỏ đi anh chị ơi. Anh hai đứa cam, trời ơi, hai đứa cam. Anh nấu vàng thôi, anh cũng đừng có nói gì nữa nha. Thôi chị Nhi cũng bỏ luôn đi, chị Nhi có chuyện có mấy người. Lúc mà bây giờ là chưa có một câu hăm he nào luôn á. Vậy mà qua ra đường nhau em, mà ra đường em có chuyện gì là do anh Phương làm cái chuyện chi vậy? Thôi bỏ qua đi. Trời ơi, cái bỏ qua đi, có mấy người ở đây mà cứ cãi mấy. Bỏ qua nha, nói rồi đó. Rồi thôi bỏ qua đi mấy anh mấy chị ơi. Thôi Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì sáng nay em vô lao mộ cậu Năm á, thì cũng thấy anh Áo Vàng với chị Ngọc Nhi sao mà hai người cự cãi quá chừng luôn. Anh Áo Vàng có thể nào nói lại sự việc lúc ban đầu sao không anh? Thì nãy sáng anh vô đây thì anh đậu xe bên đây thì gặp chú Tiểu Phan cũng ngồi đây, thì anh vô dọn quét xăng rồi ra đổ rác rồi lấy một bát mới về dọn dẹp. Nói chung là cái khu đó thì thấy nó dơ quá chịu không nổi, cũng dọn dẹp sạch sẽ cái rồi cái vợ chồng mình mất mới vô. Vô cũng mua đồ ăn sáng cho cúng cầu năm như mọi ngày vậy đó. Thế rồi thì cái người nào đó mới hỏi là mới nói là giấy thì lúc này cũng eo hẹp rồi thôi,
để chị dành la một cho cầu năm thôi, đừng có la mấy khu mộ khác. Thì anh mới nói anh tức gì đó, anh mới nói anh thấy thì bước bước vô mộ là anh thấy là một đống giấy của Ngọc Nhi đang lao, một đống gần hết bịch mà bịch nhỏ nha, bịch màu hồng hồng, màu hồng hồng gần hết bịch luôn. Rồi anh thấy vậy anh cũng không nói, nghe một người nào đó muốn nhắc nhở là lao chỉ lao một của năm thôi, đừng có lao mấy khu mộ khác, tại vì khán giả cũng ít tài trợ cái khăn giấy lại rồi, phải tiết kiệm lại. Anh mới nói lao mộ khu khác thì còn đỡ, chứ lao anh lao lấy luôn lao nền với đất luôn mới ghê chứ, cái có vậy thôi á mà một nghe nhảy trong động lên ha, nói phải nói đúng sự thật, trong đây khu đâm linh mà nói không đúng sự thật thì hụt lử này kia, rồi người ta đang quay máy cúng cơm thì anh chỉ nói là vậy đó. Cái bà la ôm sùm lên cái nữa anh mới kêu hỏi em đi, đang cúng cơm la ôm sùm là bà, sáng cái... cúng cơm cho cậu rồi, đúng không rồi. Thì máy quay thì nó đang quay nhiều mà chỉ lộn ôm sùm vậy thì cũng không tốt. Anh mới cũng lớn tiếng lên luôn, kêu hỏi em đi, đang cúng la ôm sùm. Cái vậy mà la mà làm clip mà khóc mà cởi lại rồi mới nói gì anh Phương ăn hiếp mà mọi người trên đây ăn hiếp quá mà thấy bác khóc quá chừng rồi, mà khóc lóc cởi lại rồi cởi người đến trước người đến sau, em là người đến đây từ lúc còn năm vừa mới chôn, cái vấn đề đó bây giờ không quan trọng nữa cô chú à, vấn đề là ai là người ở đây chủ thời gian dài từ đây cho đến qua năm sau mới rồi là quan trọng chứ. Ở đây mới lại đây ngày đầu bây giờ cũng bỏ đi thôi chứ có ở đây đâu, hay là cũng xuống nhà làm lon quay kia kiếm quyêu chứ. Dạ, ở đây vậy chỉ còn có mấy anh em thôi đúng không, nếu mà mình đã mở miệng mình nói lòng trung thành đó là mình phải ở đây suốt. Còn ví dụ cái chuyện kiếm tiền đó là do mình thôi, là do cái kênh mình phát triển thì mình chịu đi, nếu mà thấy không phát triển nữa thì thôi lúc nghe mình xin lỗi cậu đi thôi, cho con rút con đi làm kiếm tiền đi, chứ đừng có ở đây một đầu này đầu kia rồi nói lên là con trung thành con ở đây với cậu à, giống như là đứng núi này mà trong núi kia vậy hả, này trong núi kia còn nhờ tiền của người này người kia gửi về thôi đó, vậy sao không lấy giỏi lấy chỗ cho quét con đường của cậu đi, sao quét bên kia không hả, mà vô quét khu mộ của bên cái bên không à, quét từ đầu đến đuôi luôn, đó là Hương cậu hay là Hương Việt Kiều nó thẳng luôn, anh nói vàng mà nói thẳng luôn, Phương cậu hay Hương Việt Kiều, bản thân con áo vàng đây cũng vậy nè, tuy là không có việc làm lên đây thì cũng nhờ những đồng tiền của Mạnh Thường Quân, nhưng mà mình phải làm sao cho nó xứng đáng với đồng tiền đó, chứ không có ngồi không mà cứ chờ tiền ta gửi về, chờ tiền khán giả đem lên cho. Đúng rồi, mình có cái mình gì cũng phải người có ta làm việc, có mấy giữ gìn vệ sinh hay là bảo vệ mộ hay là cũng phụ cúng cơm cho mấy anh em, chứ đâu phải ngồi không cái trên đây cái ngồi đó bấm điện thoại cái có tiền khán giả gửi về đâu. Sáng em vô em nghe chị Ngọc như vậy chị la lên đó, ồ anh quýnh tính quýnh em hả, anh quýnh em đi, anh còn nể nếu mà anh thẳng thắn luôn đó là nói quýnh em thì thúi tay anh luôn chứ phải giờ thúi luôn. Rồi mới sáng vô thấy chị Ngọc như vậy khóc quá chừng khóc mà nó thiệt, tính quá vàng là không bao giờ quýnh phụ nữ, ghét rất là ghét quýnh phụ nữ, nhưng mà đừng ai làm quá, làm quá thì chỉ là nóng lên chửi một câu hai câu rồi. Là sáng anh chỉ nói vô đó thôi. Ừ, chưa mà... nói cái gì mà gọi là sờ sao sao quýnh cái này sao không có nha. 15 mét rồi còn giữ nguyên cả một đoạn clip đó. Là mình anh chỉ nói là lao mộ còn đợi mà lấy giấy lao lao nền rất là nhiều lần rồi, từ nói chung là quá nhiều lần. Bữa nay thì cũng có cái người kia lên ý kiến rồi để giấy để lao mộ còn năm thôi chứ đừng có lao mấy cái khu mộ khác. Thì anh áo vàng cũng muốn tiết kiệm ít chút lại ba cái giấy để dành lao mộ cậu thôi, còn mà lao ở dưới nền thì nó hơi phí đúng không anh? Đúng rồi, nền thì có cái cây lao nhà mà anh Ngọc mỗi sáng mà anh mỏi lao rồi đâu có dơ nữa đâu mà mình vô mình làm nhân chi để mình quay clip nó thật sự là quay định vậy chỉ để câu view đấy cho khán giả nước ngoài ta thấy thôi chứ nó có dơ gì đâu. Mỗi sáng là Ngọc vô Ngọc quét nhưng mà Ngọc lao trước rồi. À bắt đầu cái anh vô anh thấy chị lao một đống giấy luôn hả? Ừ, đống giấy mà rõ ràng. Tại mình thấy thôi tại không lẽ giờ mấy cái mọi chuyện nhỏ mình quay lại mình chụp lại để mà làm bằng chứng chứ.
thôi nếu mình làm vậy thì mình hay khắt khe với phụ nữ, đúng không? Người ta mất công người ta nhìn mình vô, chỉ nói thôi, rồi thôi để ra một con năm mà đừng ra một khác, rồi mà anh mới thêm một câu nữa, trời lao mộ mình nói gì đã lấy lao sàn luôn nữa. Đó. Nếu mà mình sai mình nhận thức được cái điều đó thì mình sẽ đâu lên tiếng, nhảy lên đông đống chi, rồi lên clip còn nói sau ngày hôm nay Ngọc Nhi ra đường có chuyện gì là do anh Phương gây ra. Ủa nãy trong nguyên một đoạn clip đó của 15x Bình Dương hay là Thiện Tiên Vlog đều có quay được hết, đều có ghi âm lại hết. Nếu mà có lời nói nào hăm dọa Ngọc Nhi thì Phương áo vàng xin chịu tội. Ngày nãy nghe vụ gì tắt máy chị nói với Hoàng Thông xong rồi pin vlog đồ vô mới vừa vô, anh pin ra mát pin mà tắt máy không quay, nói là nếu mà giết ngừ được chắc em là giết cái thằng đó đầu tiên. Ủa vậy hiền dữ chưa, hiền dữ luôn á. Đây lẽ trời ơi chỉ anh Phương thì anh muốn tiết kiệm lại bớt giấy để lao dành lao mộ cho cậu. Không phải tiết kiệm gì mấy, ai cũng có quyền tới lao, nhưng mà mình lao một cái cách nào đó cho nó hợp lý thì đúng rồi. Cái nền mình... nó đâu phải cần lấy thằng giấy ước để mà mình lao, mình chỉ muốn để dành lao cho mộ cậu hoặc lao mộ người khác. Mình lấy khăn này nè, đăng này nè cô chú, mình nhúng nước mình lao với nền chẳng được. Này nó là cái nền đi, cái nền đất. Còn khăn giấy thì ví dụ giờ lao mộ cậu hay lao mộ người khác cũng vẫn bình thường. Còn lao mộ cậu thì lao dưới đất đúng không? Còn lao mộ cậu thì chỉ có một tấm giấy hoặc hai tấm giấy, cho nhiều lắm là ba tấm thôi. Không lẽ mỗi lần cái rút ra phải lao mộ cậu, cứ lao dưới đất hả cô chú? Nó chuyện nó rất là phi lý. Rồi bữa nay nói anh vô sớm mà bên tới giờ. Tám giờ mình vô sớm rồi, em mang một tấm vậy cũng vậy đây. Nó mỏi rồi đi cái xe đó nó em. Đi chiếc xe tối về ngủ nào không hay luôn nè. Ngủ hay luôn á. Thì về nằm cái hướng cái ngủ liền luôn không hay luôn. Mỗi chuyện gì mà mỗi lên clip nói rồi khóc chi gì, than khổ than này than kia chi, trên video chỉ làm vậy chỉ thấy nó trái ngược. Mình là một YouTube mình làm sao cho nó thấy nó hợp lý chứ. Nếu mà mình cảm thấy mình hết tiền, mình không tiền để đủ trang trải cuộc sống thì mình rút, mình đi làm coi chuyện khác để có tiền nhiều hơn. Mình đang gán đu đi làm cái gì mà rồi mỗi clip mỗi lên mỗi than khóc than thở này không tiền này kia, đâu ai bắt buộc đâu đúng không? Trong này chả ai bắt buộc mình phải ở đây hết. Đúng rồi, ở trong đây là anh em tự nguyện đúng chứ không ai mà bắt mình phải mỗi sáng mỗi ngày mỗi tháng là phải đi vô trong đây để làm này làm nọ đúng. Trong mộ cậu cái này là anh em tự nguyện, từ trai tới gái từ nam ra nữ. Còn YouTube thì đã thấy cái trend hôm nay thì nó có view thì cứ vô quay, cũng không ai cấm cũng không ai đuổi. Thì đúng rồi, đến nỗi mình đi làm nhà nước hay là công ty cũng vậy, mình không thấy công ty công việc đó không thích hợp mình có quyền mình nghỉ, chả ai ép buộc mình ở mày phải làm đây tao, chả có luật pháp nào mà ép buộc mình làm được gì hết. Thì mới nói em nói anh Phương như vậy nè, ví dụ mình thương cậu hoạt động á là không ai mà bỏ đi nghênh ngang vậy, là người ta bây giờ cho dù ở đây có quyêu ít hay quyêu nhiều anh em ta cũng vẫn ở đây đặng phụ phụ hoại lao mộ cậu này kia. Còn mấy người mà đi đánh trên á, anh em YouTube khác á, nó thấy cái mộ cậu thì giờ bớt quyêu rồi thì nó xuống chạy xuống nhà chị Loan nó làm kiếm tiền, thì cái chuyện nói chuyện của nó mình cũng đâu ép được đâu. Bây giờ nó chở, bây giờ nó mà không quay nữa, giờ nó ngược về quay mộ cậu nó cũng bình thường, cũng có nhà nào khen coi à. Mà cái đó là cái tự quyền tự do của nó muốn đi đâu có đi. Nhưng mà trước khi đi đừng có làm những cái tiếng ác gieo cho người ta. Mình mà mở miệng mình tụng kinh niệm Phật mỗi đêm rồi Nam Mô Di Đà Phật mà mở miệng ra đi chỗ khác gieo tiếng ác cho người ta. Cũng như nãy bả lên clip bả khóc quá lóc trên clip bả nói sau ngày hôm nay nếu mà em có bỏ mộ cậu đi mà em có xảy ra chuyện gì ở ngoài đường là do anh Phương cậu nói ra gieo tiếng ác cho người ta làm gì. Đi thằng lôi theo luật pháp chắc mù hết thì sao, chắc không có bằng chứng không có chứng cứ thì sao, ở ngoài đường chắc không có camera. Rồi giờ nãy chị khóc quá chừng thấy khóc nhiều cái rồi anh mới tức mà anh, giờ anh không quýnh được thì anh ghẹo thôi, những người mà phải khóc mà phải kể lễ là anh hết ghẹo lắm. Chạy lên đây nè chị chạy lên lề trên đây nè, không phải là để ké mà chị được quyền để đó,
nếu mà ai tới thắp nhang cho cậu ha, là các mậu xung quanh ở đây gì cũng vậy á, cứ để xe vòng vòng ở đây, tụi em ngồi đây tụi em nhìn giùm. Bữa nay chị đem gì lên nhiều vậy? Em đi cúng cậu. Ý là cái gì nhiều đó chị gái nha. Không quay hay chạy rồi thôi, không quay thôi, cũng xin cảm ơn nha anh Phương. Rồi thôi, xúc quá nên cũng nói như vậy, cậu có gì không phải thì xin bà con cô chú bỏ qua nha. Rồi thôi, cũng cảm ơn anh Phương nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị, xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.